Sài Gòn tôi đã ngủ im rồi. Với những ai yêu Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đều sốc khi nhìn thấy thành phố như thế này. Đâu rồi những dòng xe ngược xuôi hối hả, những tiếng rao nhộn nhịp vào mỗi sáng hay đêm khuya. Thành phố đang bệnh, đang được cứu chữa hàng ngày. Tôi tin rằng một ngày không xa đâu, thành phố tôi lại trở lại sức sống mạnh mẽ, thân thương như ngày nào, xứng đáng với thành phố mang tên Bác kính yêu. Sẽ có nhiều người cùng chung với cảm xúc của nhà nhiếp ảnh Đinh Ngọc Trung lúc này. Một thành phố đã hơn 320 tuổi với truyền thống nghĩa tình, năng động và sáng tạo sẽ không thể cam chịu nhìn khi dịch Covid-19 đe dọa cuộc sống của người dân thế này. Người dân thành phố đã quyết tâm, trái tim của đồng bào cả nước đã ủng hộ, đã sẵn sàng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất để sát cánh cùng người dân thành phố mang tên Bác vượt qua đại dịch Covid-19. Sài Gòn tôi sẽ sớm mai sum vầy, sẽ không có giây phố thưa lại đây. Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rạng ngời, sẽ như lúc xưa sẽ lại vui. Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đầy bất ngờ, với tốc độ lây lan nhanh đã làm cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Số lượng ca mắc Covid-19 của thành phố luôn ở mức cao nhất so với cả nước. Những gương mặt luôn hiện rõ nỗi lo lắng hồi hộp, nhưng vẫn toát lên tinh thần sẵn sàng ứng phó với tình hình mới. Đối với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là những ngày tháng không thể nào quên. Thì các đồng chí phải phân công người đeo bám, điều tra, truy vết F1, F2 cho đến cùng, làm một cách gọi là thần tốc đúng nghĩa. Các đồng chí không được bỏ sót cái trường hợp đấy. Nếu nhiều mà lực không đủ thì điện xin ý kiến ở trên tăng cường. Bác sĩ Quách Kim Ưng mặc dù đã tham gia 3 đợt phòng chống dịch Covid-19, nhưng đối với đợt dịch thứ tư này, anh và các đồng nghiệp sẽ không bao giờ quên được những cảm giác lo âu ngay từ ngày đầu nghe tin dịch bùng phát trở lại. Mức độ lây nhiễm cực nhanh của biến chủng SARS-CoV đã diễn ra ở Ấn Độ. Tôi cũng không tránh khỏi những cái lo lắng về cái sự lây nhiễm bệnh cho bản thân, cũng như là khi mà tôi quay về nhà thì cũng có khả năng sẽ lây nhiễm cho những người thân trong gia đình. Tuy nhiên tôi vẫn sẵn sàng tham gia chống dịch với cái quyết tâm cao. Bởi đó là cái sự trách nhiệm, là nhiệm vụ, là sứ mệnh của người làm trong ngành y tế. Theo bác sĩ Kim Ưng, với chiến tranh bằng bom đạn thì chỉ có bản thân đương đầu với hiểm nguy. Nhưng cuộc chiến với dịch Covid-19 thì không chỉ bản thân đối mặt với nguy hiểm mà còn có nguy cơ lây nhiễm cho người thân và cộng đồng xã hội. Trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ, anh chị phải gửi 2 đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc để an tâm công tác và cũng là phòng chống lây nhiễm cho con. Vợ anh cũng là một bác sĩ công tác tại một trung tâm y tế của phường. Anh chị vẫn hàng ngày đi vào vùng dịch để lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc đối tượng nhằm tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Làm việc trong một môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng anh chị vẫn lạc quan, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Thì tôi luôn cho rằng việc tôi tham gia cái công việc chống dịch này là cũng là góp một phần để mà bảo vệ sức khỏe cho người dân, bảo vệ sự bình yên cho thành phố thân yêu của tôi. Và cũng chính là tôi đang bảo vệ cho những người thân yêu của mình.
trong lực lượng tuyến đầu chống dịch chứa đựng bao câu chuyện xúc động về tấm gương hy sinh thầm lặng, trong đó có đội ngũ điều dưỡng viên. Họ cứ miệt mài với công việc từ sáng sớm tới tận đêm khuya. Ở bệnh viện dã chiến số 6 thành phố Thủ Đức, có một điều dưỡng viên, chúng tôi xin được giấu tên chị. Khi biết mình bị bệnh ung thư, chị vẫn xin ở lại để được tiếp tục làm việc. Với lý do bệnh nhân thì nhiều, mà lực lượng y bác sĩ thì mỏng, chị muốn được ở lại tuyến đầu chống dịch cùng với đồng đội để làm tròn trách nhiệm của một lương y. Tại khu cách ly tập trung của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với hơn 6.000 giường, điều dưỡng viên Đỗ Thị Tiết Hạnh làm việc không lúc nào ngơi nghỉ. Cách đây một tháng, khi biết mình thuộc diện F1, chị xin cách ly tại bệnh viện. Hết thời gian cách ly với kết quả âm tính, chị lại lao vào công việc quen thuộc của mình. Cứ thế, đã gần 3 tháng nay, chị chưa một lần về thăm nhà, thăm người mẹ già, nay đã 85 tuổi, sống một mình ở quê, không người chăm sóc. Những lúc nhớ mẹ, chị điện thoại về thăm, thì mẹ lại động viên chị hãy giữ gìn sức khỏe để yên tâm làm việc. Khi nào hết dịch rồi thì về với mẹ. Trời ơi, dịp con quá con ơi, má nhớ con, má không dám điện con. Rồi giờ con ở đó chứ con đâu có về nhà hả? Dạ thưa con, không có về nhà, con đi 2 tháng mấy thì con đâu có về đâu. Thôi con dán lại với con dán nha con, dạ, cho dạ. Nước rồi nha. Dạ rồi, dạ. Ừ. Rồi tranh thủ gọi điện cho má, không ừ. Đi công tác. Thì thôi nha con, dạ. Rồi, lâu lâu con gọi thăm má. Dạ, ừ. Rồi. Ừ, con bệnh nhiều hoài gì má nhắn con, chứ má dạ. Không nha. Không dạ, khi nào con dập dịch xong thì con quay về con thăm má nha. Ừ. Dạ. Thôi cho con. Thôi má đừng có khóc. Đừng có khóc, không sao đâu mà, đừng có khóc nha. Con không sao, má đừng có khóc mà. Nha. Dạ, cưỡng dạ. Rồi nhớ dạ. Con. Dạ, ừ. Rồi vậy nha. Mẹ chờ con nhé, con chưa. Còn lê thế người dân khốn khó vẫn ngày chăm ca con đâu dám mệt huống chi về nhà. Tất cả vì miền Nam ruột thịt, câu khẩu hiệu yêu thương tràn đầy tình đoàn kết trong những năm tháng kháng chiến cứu nước lại được sống lại những ngày này. Từng đoàn xe từ các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung lần lượt lên đường nối đuôi nhau chở hàng ngàn nhân viên y tế vào chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Trong số này, có rất nhiều y bác sĩ vừa hoàn thành xong cuộc chiến chống dịch ở tỉnh Bắc Giang. Có người chỉ kịp ghé qua nhà, bồng đứa con thơ chút xíu, rồi vội vã theo xe lên đường. Có nhiều bác sĩ chia tay bố mẹ, nay đã tuổi cao sức yếu, lại bệnh tật. Dẫu biết rằng, đây có thể là lần cuối cùng họ được nhìn thấy bố mẹ của mình. Những hành động đó thể hiện các anh chị đều sẵn sàng cống hiến, chấp nhận sự vất vả khó khăn và cả sự hy sinh với quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang nóng bỏng từng giờ. Mỗi chiến sĩ trong lực lượng tuyến đầu là một gam màu cùng hòa quyện làm nên một bức tranh đậm nét về tinh thần quả cảm, từ ý thức trách nhiệm cao với công việc, với tinh thần chống dịch như chống giặc trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Lực lượng y bác sĩ trừ các tỉnh thành phía Bắc, miền Trung lần lượt có mặt ở hầu hết các tuyến đầu chống giặc COVID-19. Lực lượng chi viện đã chia sẻ rất lớn với các đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhằm nâng cao hiệu suất tối đa công tác điều trị để giành giật sự sống cho mỗi bệnh nhân mắc COVID-19. Rồi tất cả cùng chung niềm vui khi mỗi ngày được chứng kiến nhiều người khỏi bệnh, được trở về với gia đình. Tất cả vì một thành phố nghĩa tình,
vì một Việt Nam khỏe mạnh. Song hành cùng những đoàn xe tình nguyện chở lực lượng y bác sĩ vào chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, còn có những đoàn xe chở hàng hóa thiết yếu để phân phối đến các khu cách ly, khu vực phong tỏa và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những chuyến xe tiếp tế từ mọi miền cả nước cùng những lời nhắn yêu thương vội vã theo những chuyến xe để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh, mảnh đất vốn nặng nghĩa tình. Những hình ảnh này là minh chứng cho tình đoàn kết dân tộc, như câu ca dao "Bầu ơi thương lấy bí cùng" sẽ không thể nào quên trong mỗi trái tim của người dân thành phố. Sài Gòn ơi, nếu mà người có mệt, cả nước ôm người một chút sẽ khỏe thôi, rồi thành phố sẽ vươn mình mạnh mẽ. Thương lắm, yêu lắm, Sài Gòn ơi. Trong những ngày này, cả thành phố đang oằn mình chống giặc Covid-19. Các lực lượng tình nguyện viên của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã và đang nỗ lực hết mình để cuộc chiến này sớm chấm dứt bằng một niềm tin vô song sẽ chiến thắng. Thì tụi em là với tinh thần xung kích của người trẻ, của người thanh niên thành phố, thì tụi em thấy rất là tự hào khi được chia sẻ một phần nhỏ, đóng góp nhỏ đối với lực lượng y bác sĩ tuyến bên trong. Thì cũng mệt nhưng mà cũng phải cố gắng, tại vì người dân đấy xét nghiệm liên tục. Nhưng cái bộ phận xét nghiệm đáng lý là người ta phải nghỉ 12 giờ trưa đến 1 giờ người ta nghỉ ăn cơm, nhưng mà không nghỉ được. Ta thay nhau ta ăn cơm, tại vì dân đến liên tục cho nên mình phải lấy mẫu xét nghiệm liên tục, chứ không là để bị được dầu người là không được. Cho nên là làm liên tục từ sáng tới giờ là không có nghỉ. Từ cụ già tới em nhỏ, từ ngoài đường lớn tới các ngõ hẻm sâu, luôn xuất hiện những tấm gương đẹp, những hành động nghĩa hiệp, chung sức chung lòng, quyết tâm tuân thủ các chỉ thị của thành phố, của chính phủ, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sức khỏe chung của cộng đồng, góp phần chiến thắng dịch bệnh, đem lại sự bình an cho thành phố thân yêu. Chẳng ai xui khiến, mấy chàng trai này kết bạn với nhau, thành lập nhóm thiện nguyện BDS. Với công việc đi phun khử khuẩn khắp các con hẻm, khu phố, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Nguồn kinh phí mua thiết bị và thuốc đều đạt chuẩn của Bộ Y tế cho phép, đều do anh em trong nhóm đóng góp, cũng lên đến cả 1 tỷ đồng. Cả ngày, các anh phải làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít như thế này. Ngoài ra, mỗi người còn mang trên vai bình dung dịch nặng hơn 30kg, đi từng ngóc ngách, từng khu nhà trọ, nơi đông công nhân để làm nhiệm vụ khử khuẩn. Nhiều lần, các anh phải làm việc xuyên đêm. Vì sao các anh lại tình nguyện làm công việc này? Thì trong những ngày đầu mà chúng tôi đi làm á, chúng tôi rất là lo, lo lắm. Nhưng mà mình thấy được những hình ảnh của các bác sĩ, ban ngành, lực lượng chức năng, họ ngày đêm họ phục vụ, họ xông pha vào những cái chỗ đó, thì mình lấy những cái hình ảnh đó làm động lực để mình chiến đấu. Mình thôi thúc trong người mình đó là tại sao những người đó ta hy sinh ngày đêm, bỏ hết tất cả thời gian gia đình vợ con để người ta hy sinh để phục vụ cho bà con nhân dân trong phòng chống dịch Covid. Mình cũng là giống như người ta, nhưng mà mình không có trí tuệ, mình có sức, tại sao mình không cùng phụ sức? Thì đó là cái động lực để cho chúng tôi cùng chung cái cuộc chiến cho tới ngày hôm nay, là nó vượt qua nỗi sợ hãi để mình có được cái động lực mà mấy anh em chinh chiến cho tới ngày hôm nay. Tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Dịch bùng phát tới đâu, những khu phố, con hẻm bị phong tỏa tới đó. Cuộc sống của người dân nghèo trong các khu phong tỏa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn lương thực và thực phẩm hàng ngày. Người dân thành phố lại giúp nhau bằng cách cho đi như thế này. Nếu khó khăn, cứ lấy một phần. Không ai bảo ai, tất cả cứ âm thầm lặng lẽ, với nghĩa cử cho đi để nhận lại nụ cười của những người có hoàn cảnh khó khăn. Thông điệp trái tim có sức hút kỳ lạ, được lan tỏa đi khắp ngõ hẻm,
như một sợi dây yêu thương vượt qua những ranh giới của sợi dây đỏ răng lối này để kết dính mọi trái tim nhân ái. Chỉ mong được nhìn thấy nụ cười trên những gương mặt khắc khổ đầy những lo toan trong mùa dịch Covid-19. Người chủ của 6 quán cơm xã hội nụ cười đã cho đi niềm vui như thế này. Mỗi ngày, 6 quán cơm của ông đã phục vụ hàng ngàn suất ăn miễn phí cho người nghèo. Thành phố đã xuất hiện nhiều siêu thị không đồng để phục vụ người dân nghèo, người yếu thế gặp khó khăn trong dịch bệnh. Đây là nghĩa tình của Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn cùng các mạnh thường quân đã chung tay mở ra mô hình đầy tính nhân văn này và nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng. Tới đến nay thì chương trình này chúng tôi cũng đã mở được 14 điểm trên toàn quốc. Trong đó là tại Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi có 11 cái siêu thị mini không đồng và 3 siêu thị mini không đồng tại Bình Dương, tại Cần Thơ và tại Đà Nẵng. Tính đến nay thì chương trình cũng đã phục vụ cho khoảng gần 6.000 hộ gia đình khó khăn. Trong mùa đại dịch, thành phố xuất hiện những cây ATM gạo của chàng trai trẻ Nguyễn Tuấn Anh và những người bạn. Việc góp gạo để nấu cơm giờ đây không còn chỉ là tấm lòng, mà đã trở thành một trách nhiệm với cộng đồng. Hạt gạo thời chống dịch Covid-19 đang chảy đi khắp thành phố để kể câu chuyện cho đi và nhận lại. Cây ATM gạo được làm ra bởi tâm huyết của những con người có lòng nhân hậu, muốn gửi gắm tình yêu thương đồng loại lúc khốn khó trong mùa đại dịch. Số lượng gạo của mình nhận ngày hôm qua là khoảng được 20 mấy tấn riêng ngày hôm qua thôi. Thì mỗi người vài trăm ký, nhưng mà lên được cái số lượng 20 mấy tấn ngày hôm qua là rõ ràng là rất là nhiều người đóng góp, rất là nhiều gạo. Thì một máy chạy 5 tấn và phải chạy 24/24. Đây là nghĩa cử cho đi từ những con chiên của Chúa ở nhà thờ Tân Sa Châu, quận Tân Bình. Người nghĩ ra ý tưởng này là Linh Mục Lê Nguyên. Mỗi ngày, ATM nước ống phân phát hơn 1.200 suất ăn cũng như thực phẩm thiết yếu cho người dân nghèo gặp khó khăn. Nếu như ở tuyến đầu, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 phải gác lại niềm riêng, ngày đêm căng mình chống dịch ở khắp các chốt chống dịch nơi biên giới, thì ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bằng tinh thần tự lực tự cường, huy động sức mạnh tổng hợp của cả xã hội, quân khu 7 đã phối hợp tổ chức nhiều gian hàng không đồng, cây ATM gạo, siêu thị không đồng, phiên chợ không đồng, trao tặng món quà yêu thương, các sản phẩm tăng gia sản xuất của bộ đội. Những nghĩa cử này càng thể hiện tình đoàn kết quân dân trong mùa dịch Covid-19. Để phục vụ cho gần 2.000 gia đình lao động nghèo đang gặp khó khăn, đặc biệt các gia đình chính sách, những gia đình liệt sĩ, thương binh, những gia đình có công với cách mạng nhưng mà đang gặp khó khăn thì cũng là đối tượng để đến cái phiên chợ này. Những nắm xôi thơm thảo của người phụ nữ không biết tên này làm ấm lòng người mỗi sáng. Những chiếc khẩu trang được may từ những đêm thức trắng của người má ở Gò Vấp, những chiếc kính trắng được gửi vội đến y bác sĩ nơi tuyến đầu, những chiếc bánh chưng xanh, chuyến xe chở rau củ, mắm muối, chúng ta có thể bắt gặp hàng ngày trong những khu phố nghèo, những ngõ hẻm của thành phố này. Đêm nay giấc ngủ không tròn, đại dịch còn đó khi nào rời xa, trên tay cầm những phần quà, san sẻ một chút, cô đơn chẳng còn. Trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, không thể kể hết cho được, đếm sao cho được, ở thành phố này có bao nhiêu nghĩa cử nhân ái, chỉ biết cho đi như vậy. Và cũng không có một lời giải thích nào thật trọn vẹn, vì sao người dân thành phố này yêu thích làm việc thiện đến như thế. Có một nhà văn ở Hà Nội đã phải thốt lên rằng làm từ thiện là một đặc sản văn hóa của người dân Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Xin nói ra như thế để chúng ta yêu hơn mảnh đất nghĩa tình này.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cả nước luôn sát cánh bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh với quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Vì sức khỏe của nhân dân, vì sự phát triển của thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tinh thần tất cả vì thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu dành tất cả những gì tốt nhất cho thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch để thành phố thực hiện bằng được ưu tiên cao nhất lúc này là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, chống dịch hiệu quả, dứt khoát không để ai thiếu ăn, thiếu mặc và các nhu cầu tối thiểu, thiết yếu. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách phát sinh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt, huy động tối đa mọi nguồn lực có thể cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với ý chí quyết tâm cao nhất để chiến thắng dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, toàn diện, mạnh mẽ, chủ động khắc phục các hạn chế trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thành phố đã kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội và đẩy mạnh các giải pháp phân phối, cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.